Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế Anh Đưa Đi. Thưa các bạn, thời gian gần đây thì kênh của chúng ta đã có nhiều cuộc trao đổi với phía bên các admin quản lý KOL ở bên Pixcat để đem đến những cái sự kiện độc quyền dành cho anh em. Và rất là vui khi mà admin KOL cũng đã đề cập rất nhiều các sự kiện hấp dẫn, và trong đó thì mình đã chọn là một cái sự kiện độc quyền mà có lẽ nó phù hợp hơn cả với tất cả anh em kênh chúng ta. Đó là sự kiện sẽ đem lại cho anh em BGB, đem lại cho anh em Bonus Trading, chơi thắng Future rút lãi. Đây đều là những cái sự kiện mà anh em ở trên kênh ta rất là ưa thích, nên là mình nghĩ là chúng ta trong thời điểm này thì mình sẽ giới thiệu thường xuyên với anh em sự kiện này. Mà số lượng slot ngày hôm nay rất là nhiều anh em nhé. Có 1.500 slot để anh em thoải mái đăng ký luôn. Đó. Và đây một sự kiện ngon. Và mình cũng giới thiệu luôn là vừa nãy thì mình có chia sẻ với anh em về cái sự kiện Bitget Candy Bomb. Sự kiện này thì ăn chia 60.000 BGB. Và nếu không nhầm thì anh em có thể kết hợp giữa hai sự kiện này để các bạn cùng tham gia vào cả hai sự kiện. Mình cũng không biết là anh có thể kết hợp với hay không nữa, nhưng mà hy vọng là được. Đấy. Thì đối với cái sự kiện độc quyền ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một sự kiện như sau, có cả cái ngày luôn nhé, có cả liên quan luôn nhé, chứ không phải là chỉ có mỗi nói mồm không đâu anh em nhé. Bây giờ là liên quan luôn rồi đấy. Thì đối với sự kiện này ấy, thì trong thời gian thực hiện anh em có thể nhận phần thưởng tối đa là 30 BT bolus cộng với 5 BGB cho mỗi người dùng. Và cụ thể sự kiện này thì sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 và kết thúc vào ngày 5 tháng 6 anh em ạ. Thời gian đếm ngược của sự kiện đây, đây là cái thời gian đếm ngược kết thúc anh em nhé. Đếm ngược kết thúc sự kiện thì sự kiện bắt đầu từ lúc 17 giờ, nhưng mà tại sao giờ này mình mới đăng? Bởi vì là mình không muốn để trôi cái video này, hay là không muốn để trôi cái bài đăng này, để anh em chúng ta có thể nắm bắt được cái sự kiện này đúng cái thời gian, hoặc là anh em không đăng ký quá sớm. Nhiều khi anh em cứ thấy mình đăng rồi đăng ký sớm hơn thời gian thực hiện nó lại chả được gì, đúng không ạ? Thì thà rằng mình đang chia sẻ muộn hơn một chút thì anh em chúng ta sẽ chắc chắn hơn. Đối với cái sự kiện ngày hôm nay thì các bạn yêu cầu là các bạn sẽ đăng ký qua link KOL Thế Anh NDA, đây là một cái điều kiện bắt buộc. Và bên cạnh đó thì anh em chú ý cho mình là sau khi đăng ký thì sẽ có một cái nút, đó là nút tham gia. Các bạn cần phải click vào nút này nhé, để nó hiện lên cái phần là đã tham gia như của mình này, nhìn thấy chưa? Đấy. Thì anh em mới chắc chắn là đủ điều kiện để bắt đầu tính trong cái sự kiện và sẽ được đếm vote. Nếu anh em không ấn nút đã tham gia này thì cho dù anh em có đăng ký dưới link KOL của mình như chăng nữa, nhưng mà Bitget sẽ không tính cho anh em lưu ý cho mình. Đấy. Nếu không nhầm là vậy. Còn thực tế thì mình cũng chưa kịp hỏi lại vì admin quản lý sự kiện này thì bây giờ hơi bận một chút. Đấy, mình không thấy bạn ý on thì mình chưa có hỏi lại. Đó, nhưng mà anh em cứ ấn cho mình, giải pháp an toàn cần cho mình để nó hiện chữ đã tham gia như thế này là ok nhất, đúng không ạ? Rồi, và với sự kiện nào độc quyền thì cũng sẽ có cái nhiệm vụ, và nhiệm vụ của sự kiện ngày hôm nay sẽ là gì ạ? Chúng ta sẽ nạp lòng lớn hơn 50 lô. Và giải thưởng dành cho anh em là anh em sẽ nhận được 5 BGB. Số lượng phần thưởng cho giải này là 500 user. Rồi anh em nạp lòng lớn hơn một anh em giao dịch lớn hơn 1.000 đô thì anh em sẽ nhận được 10 đô bonus, mà cái số lượng giải thưởng sẽ là 500 user. Anh em giao dịch lớn hơn 50.000 đô thì anh em sẽ nhận được 30 đô bonus và số lượng 500 user. Thế thì một cái bài toán anh em sẽ đặt ra là gì ạ? Vậy các cái hoạt động này nó có riêng biệt ở trong các nhiệm vụ này có riêng biệt hay không, thì mình nghĩ là riêng biệt nhé. Thì anh em cảm thấy hoạt động nào phù hợp với mình thì chúng ta tham gia. Vậy sẽ có một câu hỏi là bây giờ vừa ăn 5 BGB, vừa ăn được 30 đô bonus, hay là vừa ăn được 10 đô bonus trading được không? Được anh em nhé, được ăn cả hai luôn. Đấy. Ok, đấy thì anh em hình dung ra cho mình. Thực tế là đối với cái sự kiện nạp lòng ấy thì cái sự kiện nạp lòng thì thực tế là anh em chúng ta cũng dễ thôi. Các bạn bỏ ra 50 đô thì để ăn 2,5 đô thì cũng đơn giản, đúng không anh em? Mình nghĩ là 500 suất thì thoải mái anh em ạ. Nếu mà anh em không nạp lòng được luôn thì anh em đến gần cuối sự kiện anh em nạp, thì anh em cứ đăng ký sẵn tài khoản trong thời gian sự kiện. Đấy, và anh em nhớ cho mình nốt này cho mình, gần cuối sự kiện anh em nạp vào là ok. Được chưa? Nhưng mà mình chỉ sợ là có anh em là ABC thì hết slot nhanh thôi. Nên anh em thôi tóm lại là anh em cảm thấy thời gian hợp lý, tốt nhất là anh em làm càng sớm càng tốt để tránh trường hợp là nhỡ có anh em là ABC lại lấy hết pool của anh em. Vì thực tế là ở trên kênh chúng ta thì anh em rất là giỏi. Mình nói cho anh em hiểu như vậy. Thì nói chung là mình thực tế là với một cái sự kiện như thế này thì mình cũng không hy vọng anh em ABC nhiều quá, để có những tài khoản thật thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, mình sẽ mong những cái tài khoản thật. Nhưng mà thực tế thì mình có nói anh em
không ABC mà anh em vẫn ABC thì mình cũng phải chịu, đúng không ạ? Thôi tóm lại là anh em cứ làm sao chúng ta tham gia sự kiện mà kiếm được giải thưởng. Còn với những trường hợp ABC mình không chịu trách nhiệm về việc lỗ hay không, nhưng mình không khuyến khích anh em ABC đâu. Đấy, mình mong có những tài khoản thật. Đấy. Thì ở đây thì anh em có thể thấy là cái bonus này rất là dễ, đúng không ạ? Với bonus 10 đô rất dễ, bonus 30 đô thì hơi khó đấy. Thì chắc mình cũng chỉ hướng đến cái sự kiện nạp ròng lớn hơn 50 đô và 1.000 đô thôi. Còn với giao dịch 50.000 đô thì có lẽ là hơi khó với anh em người mới. Đấy. Thì chắc là chỉ hướng đến sự kiện nạp giao dịch lớn 1.000 đô thôi. Thì anh em nếu mà không quen thì người ta cứ spot người ta chơi thôi, đừng chơi future làm gì nhá. Là cái spot chơi thì khi mà anh em chơi ở đây thì cái phí nó sẽ mất tầm khoảng độ 2 đô nhỉ. Đúng không ạ? Hình như xem lại cái biểu phí xem nào. Xem lại cái biểu phí ở bên này xem nào. Thế như là phí ở bên này là không phải mấy nhỉ. Mình cũng quên mất cái phí ở bên Bitget là bao nhiêu rồi. Nhưng mà nhìn chung là từ 1 đến 2 đô thôi, không có nhiều lắm đâu, thì anh em kiếm được cái bonus. Thì nói chung là anh em mà chúng ta tiện đang giao dịch cặp nào ấy thì chúng ta sẽ dùng, các bạn nhớ là có thể dùng BGB giảm phí nhá. Khi bạn dùng BGB thì anh em sẽ được giảm phí 20%. Đấy. Đó thì anh em chúng ta lưu ý nhá. Ok, chắc là bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về sự kiện này. Thì sự kiện này rất là rõ ràng rồi, mình cũng đã biết cái bài rất là kỹ lưỡng cho anh em rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.